Vâng, em xin được gửi lời chào đến tất cả anh em làm thợ đam mê bế chim, anh em săn ong và anh em thích đam mê du lịch. Thì ngày hôm nay em tiếp tục về một cái thùng, hỏa thùng như anh em thấy đây, thùng ống nhỏ. Thì em vừa về em vừa mới cắt băng dính ra để đập hộp ra cho anh em xem và giới thiệu được sản phẩm đến cho anh em xem luôn. Thì như anh em thấy, đây em sẽ bóc ra cho anh em xem cho nó dễ. Em vừa cắt băng dính ra để em kiểm tra một cái thùng này, thùng ống nhòm Biloculat. Em không sành tiếng Anh, em đọc nó như vậy, anh đúng hay sai thì anh em thông cảm. Đấy, thì mẫu ống nhòm này thì là cái mẫu ống nhòm 10x50 hàng Bushi, 10x50 hàng Bushi. Thì đây em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Đấy, ống nhòm đây. Cái mẫu nhòm này em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Cái mẫu nhòm này là mẫu nhòm 1,6 triệu. Đấy, em báo giá công khai cho anh em luôn nhá. Ống nhòm 1,6 triệu, ống nhòm cao cấp của quân đội, hàng Bushi. Đấy, thì em sẽ bóc ra cho anh em xem. Hàng này tiếp tục về thì em lại bóc. Đấy, khi anh em sẽ nói qua một chút về cái hình thức mua bán và giao dịch bên em. Thì bên em mà nhận gửi hàng có được bưu điện hàng đến nơi, thì anh em quyền lợi lớn nhất của anh em là được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và thanh toán. Thì khi hàng đến nơi, anh em bóc ra một hộp ống nhòm như này, anh em bóc ra thì anh em coi như là bây giờ là hàng của anh em đi, anh em cùng em là bắt đầu là đi bóc hàng ra kiểm tra đây. Anh em bóc hàng ra, đấy, bóc hàng ra thì cái điều đầu tiên nhìn thấy là anh em sẽ thấy một cái dây đeo. Cái dây đeo này là dây đeo của ống nhòm nhé, anh em đeo lên vai, đeo lên cổ ấy. Đấy, anh em bắt đầu bỏ bên trong ra. Này, có một cái khăn lau kính ở đây. Cái khăn lau kính bằng vải rất là mềm mịn. Đấy, một cái khăn lau kính này. Đấy, anh em bỏ ra này. Bỏ ra, bỏ túi bóng ra. Đấy, thì nó có sẽ có một cái tờ sách hướng dẫn để ngay bên ngoài. Một tờ sách hướng dẫn sử dụng của ống nhòm đây. Đấy, nó để ngay bên ngoài thôi. À, cái tờ giấy thôi. Đấy, và một cái túi. Một cái túi nhỏ của bạn trông rất là xinh xắn, rất là bắt mắt. Anh em. Đây, đằng sau có cái quai cài đây, anh em có thể cài vào những cái vật dụng anh em cần cài. Đấy. Và mở ra. Mở ra thì cái hệ thống dây đeo của túi thì anh em bỏ ra nhé. Nó có một cái đệm vai này, anh em đeo nó không bị đau, vẫn đau vai. Đấy, đây là cái hoạt động chính của ống nhòm, cái cơ cấu ống nhòm đây. Thì cái cơ cấu hoạt động của nó thì anh em cùng theo dõi cùng em sẽ hướng dẫn cho anh em. Thì em lại bóc một lớp túi bóng nữa ra. Hàng này hàng cao cấp nên nó rất nhiều túi bóng, rất là trông rất là xịn. Bên trong nó có một cái gói chống ẩm như này. Đấy, để dạng ra đây. Đấy, thì đây chính là cái ống nhòm. Đây, anh em có thấy này. Đóng nắp này lại cho nó nguyên bản. Đây, đây chính là ống nhòm này. Trông rất là nhỏ gọn này. Mở ra này, kéo cái này lên này. Đấy, anh em mở ra kéo lên là thành một cái hai cái đại mắt cho anh em nhìn nhé. Cái cơ cấu hoạt động của nó rất đơn giản thôi. Khi nào anh em sử dụng thì anh em bỏ cái đệm nắp này ra này. Đấy, bỏ đệm nắp ra, anh em mở hai cái nắp này ra. Cái ống ngọn nhòm này nó có thước đo nhá. Thước đo đây này, anh em chỉnh thước đo đây này. Đây, chỉnh thước đo này. Đấy. Và muốn mở rộng tầm mắt thì anh em bẻ lên, bẻ xuống. Thì anh em bẻ ra như này, cứ thế bẻ ra là được. Đấy, bẻ lên, bẻ xuống được. Anh em lưu ý nhá. Đây, bẻ xuống này. Anh em nào mắt bé thì bẻ xuống, mà anh em nào mắt to bẻ lên. Thông số của nó thì nó nằm ở đây. Hàng Bushi. Thông số là 10x50. Có nghĩa là độ phóng đại nó nhân được 50 lần. Đấy. Phạm vi rộng của nó thì là 396. Phạm vi rộng của nó thì là 132 m. Còn chiều xa là 1000 m. Đấy. Đây, tất cả thông số ở đây. Còn về cơ cấu hoạt động thì anh em muốn chỉnh ý, khi nào anh em sử dụng nhận được ống nhòm mắt của anh em mà không bị cận thì anh em chỉnh hết cái này về không cho anh em. Đây này, anh em có cái trắng trắng này nhá. Cái vạch chấm trắng em chỉnh hết về không cho em bên này, thế chỉnh hết về không cho em là anh em đưa lên mắt này anh em nhìn. Xong đó là anh em chỉnh ở đấy. Đấy, chỉnh led, chỉnh mờ là ở cái ống kính đây này, ở cái chỗ chấm đây. Anh em xoáy đi xoáy lại này này được. Thì cái mẫu ống nhòm này em báo giá cho anh em đây là 1,6 triệu, là đã bao gồm phí vận chuyển nhé. Ống nhòm này thì rất là nhỏ gọn. Đấy, độ sắc led thì rất là cao. Bao độ sắc led cho anh em xem luôn. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho em. Video ngắn này giới thiệu và hướng dẫn cho anh em thì em sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại.